Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Gặp thời trời ban lộc lớn, trúng số liên tiếp, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 thân mến, ai trong chúng ta cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống luôn tồn tại hai mặt có âm, có dương, có đỏ, có đen, có suy, có thịnh, đại hạn là điều không ai mong muốn, nhưng chính những thử thách này giúp chúng ta vươn lên và phát triển vượt qua giới hạn để đạt tới những tầm cao mới. Có lẽ nhiều người hiện tại đang cảm thấy bế tắc, chưa suy sụp vì tai nạn, nhưng đã quá khổ vì gánh nặng tài chính, nào là tiền lo cơm ăn, áo mặc, tiền nhà, tiền trả nợ, tiền khám bệnh, thuốc men. Những gánh nặng này như con thú dữ gặm nhấm từng chút một cuộc sống của chúng ta. Nhưng không quý khán giả ơi, nghèo khổ đã quá đủ rồi. Bước sang thời điểm tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 chính là lúc tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 sẽ nhận được nhiều phước lành và may mắn, cuộc sống từ đây sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt từ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 trở đi, Mậu Ngọ chính là con giáp được thần tài chiếu cố, mọi cơ may về tài lộc sẽ ùn ùn kéo đến, giàu có hơn người, khi về già hậu vận viên mãn. Không ngờ tài lộc gia đạo đều thịnh vượng, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ và ghen tị. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, để quý bản mệnh có thể nắm bắt và tận dụng những cơ hội may mắn, cũng như chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thử thách có thể xảy ra. Qua đó, quý anh chị sẽ biết cách làm sao để một bước tiến về phía cuộc đời giàu sang, hưng vượng của mình. Và không để quý khán giả phải chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây, xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết. Tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 cầm tinh con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong số 12 con giáp. Tuổi Mậu Ngọ mệnh quả thiên thượng quả, tức lửa trên trời. Những người Mậu Ngọ biết cách tổ chức làm việc theo một kỷ luật nghiêm ngặt nhất định, họ thà mất thêm thời gian để làm việc chất lượng hơn, chứ không làm nhanh, làm ẩu. Tuy nhiên, nhược điểm thường thấy ở những người sinh 1978 đó chính là không quyết đoán, họ thận trọng trong suy nghĩ và hành động. Điều này là rất tốt, nhưng lại khiến cho họ trở nên do dự, không dứt khoát để đưa ra quyết định cuối cùng. Giống như một con ngựa đã được thuần hóa, thì phần lớn người tuổi Mậu Ngọ thật thà, tốt bụng, có quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Họ sẵn sàng bỏ qua lợi ích của cá nhân để giúp đỡ người khác. Họ gặp được nhiều may mắn về tài chính, nên có nhiều khả năng thành công nếu tự mở công ty hay hoạt động trong lĩnh vực này. Mậu Ngọ thích những sự thay đổi mạo hiểm, khao khát thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao, bởi họ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống, chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi.
Mậu Ngọ linh hoạt, chịu thương, chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ Dư Mục. Cho nên tính cách Mậu Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù Mậu Ngọ không có tính vô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi Ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Mậu Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi Ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người tuổi Mậu Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi Ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén, biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Mậu Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng. Trong bảng 12 con giáp, hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách Mậu Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của Mậu Ngọ. Họ thích nói năng suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó, họ có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần, và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án mà trước khi chúng được hoàn thành. Nhưng họ lại linh hoạt, biết điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Mậu Ngọ rất đa tài, hãy cứ thử giao cho họ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Mậu Ngọ phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Mậu Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách của Mậu Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ phóng khoáng mà Mậu Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Họ độc lập, yêu tự do, ưa khám phá. Người tuổi Mậu Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra là để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Mậu Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, và nếu không được hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bức sức. Mậu Ngọ coi trọng chữ tín, luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Với cương vị là một người tiên phong, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, họ đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Họ có tấm lòng bao dung bác ái, khẳng khái nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Cuộc sống gia đình của nữ mệnh Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Họ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc, nên công danh hầu như không có. Trong công việc họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nam giới tuổi Mậu Ngọ có cuộc đời tạm sung sướng về thời kỳ hậu vận, cuộc sống của bạn thêm phần sang trọng trong thời gian này. Tuy nhiên, công việc làm ăn của Mậu Ngọ do nóng tính nên thường bị đổ dở. Nếu rèn luyện được tính kiên nhẫn và cố gắng phát triển sự nghiệp thì cuộc sống của Nam Mậu Ngọ sẽ góp phần sung túc hơn. Nam mệnh tuổi Mậu Ngọ có thành công lớn trên con đường tài lộc vào khoảng năm 49 tuổi. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Về phương diện sức khỏe, hãy cẩn thận khi di chuyển xa hoặc làm việc vất vả để tránh những tai nạn không mong muốn. Gia đình có thể đối mặt với những rủi ro. Vì vậy,
Mộ Ngọ nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đi khám và chữa trị để bảo vệ sức khỏe. Về phương diện tình cảm gia đình, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, Mậu Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới. Hãy tự tin và dũng cảm để bày tỏ tình cảm của mình với người mà bạn yêu thương, bởi vì tình yêu luôn được đền đáp bằng một tình cảm chân thành. Đừng quá lo lắng về việc phải làm những điều lớn lao, chỉ cần biết trân trọng và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Về công danh và sự nghiệp, thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng kể cho người tuổi Mậu Ngọ. Nếu Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Dù có những kẻ ghen tị luôn rình rập, nhưng đừng quá lo lắng về điều đó. Công việc của Mậu Ngọ trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 sẽ có sự tiến bộ so với năm trước. Chỉ cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, Mậu Ngọ sẽ giải quyết mọi vấn đề dễ dàng, thậm chí có thể đưa ra nhiều ý tưởng có ích cho tập thể. Từ đó, Mậu Ngọ sẽ được cấp trên đề bạt, thăng tiến và tăng lương. Khi thi cử, nếu tự tin và biết khai thác tối đa ưu điểm của mình, Mậu Ngọ sẽ có thành quả đáng mong chờ. Tuy nhiên, nếu lơ là làm việc, kẻ ghen tị có thể tận dụng để gây rắc rối cho Mậu Ngọ. Về phương diện tài lộc, tài chính của Mậu Ngọ không có biến động lớn về thu chi, thu nhập chủ yếu đến từ công việc hiện tại hoặc kinh doanh cá nhân với lượng khách hàng ổn định. Mặc dù cạnh tranh vẫn diễn ra, nhưng với sự kiên trì, Mậu Ngọ sẽ dễ dàng tìm được cách để vượt qua. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024 cũng là thời điểm thích hợp để Mậu Ngọ tích lũy kiến thức và mở rộng quy mô kinh doanh. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống. Trong từng tháng âm lịch của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ tháng này vướng phải nhiều khúc mắc, chủ yếu là do chịu tác động của cục diện tường xung, bên cạnh việc cảnh giác với các tác động bên ngoài. Bản mệnh cũng cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, có như vậy mới hạn chế được nhiều rắc rối. Thời điểm này, bạn thường xuyên hành xử một cách nóng nảy, cực đoan. Chuyện bé xé ra to, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái. Rất có thể bạn sẽ vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến kẻ đó tìm cơ hội bạn sơ hở để hãm hại, gây rắc rối cho bạn. Tốt nhất con giáp này cần nhắc nhở mình bình tĩnh khi đối diện với mọi vấn đề, bởi cứ làm quá mọi chuyện lên thì tất cả chỉ càng lâm vào bế tắc. Khuyên bạn hãy bình tĩnh trao đổi với mọi người, hạ cái tôi của mình xuống và quan sát vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Như vậy thì việc khó đến mấy cũng có thể dần dần tháo gỡ. Nguyệt lệnh lâm thai còn khiến cho một số người trở nên lơ là. Với công việc, bạn thường tìm cách trốn tránh trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, khiến lãnh đạo có ấn tượng xấu. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, bản mệnh rất dễ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Các tinh giải thần xuất hiện sẽ giúp đỡ cho những ai biết cách cư xử không kiêu ngạo, hống hách, luôn cố gắng làm tốt công việc của mình. Vì vậy, dù lâm vào cảnh bế tắc, con giáp này cũng chớ từ bỏ hy vọng. Hãy luôn nhắc nhở mình không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Xét về phương diện tình lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 11 âm lịch, tháng 11 âm lịch này, tuổi Mậu Ngọ phải đối diện với tình cảnh tài lộc sụt giảm khi các nguồn thu không có dấu hiệu gia tăng. Trong khi đó, các khoản đầu tư chi tiêu lãng phí lại liên tục xuất hiện. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh cần nhắc nhở mình hết sức cẩn thận trong mọi quyết định vào tháng này. Có những mối đầu tư tưởng chừng béo bở, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bạn cần kiểm chứng mọi thông tin kỹ càng, tìm hiểu kỹ đối tác của mình trước khi góp vốn để đảm bảo an toàn trong tháng. Bị đại hao chiếu mệnh, tốt nhất bản mệnh nên tập trung làm tốt các kế hoạch đang dang dở của mình, tránh vội vàng mở rộng thêm quy mô hoặc hợp tác thêm với người mới. Khi túi tiền chưa rủ rỉnh, bạn cũng cần hạn chế tiêu pha cho những mục đích không thực sự cần thiết. Trước khi mua hàng, bạn cần xem giá cẩn thận, chớ chi tiêu vượt quá mức chi trả của mình. Nếu có người rủ rê, con giáp này đầu tư vào lĩnh vực mới hoặc mua bán những mặt hàng giảm giá, khuyến mãi, bạn chớ nên nhẹ dạ,
cả tin, bởi đó có thể là cái bẫy của kẻ tiểu nhân đặt ra, khiến bạn rơi vào cảnh hao tiền, tốn của. Nếu có ý định chi tiền, bạn nên tham khảo thêm ý kiến của mọi người xung quanh. Tháng này các tinh giải thần khuyên tuổi Mậu Ngọ nên chi tiêu hài hòa. Nếu có điều kiện thì nên dùng tiền để làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Bây giờ bạn làm việc tốt thì tương lai khi gặp phải khó khăn, rất nhiều người sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, để giữ một sức khỏe ổn định, tuổi Mậu Ngọ cần nhắc nhở bản thân giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan, xả stress kịp thời. Nếu cảm thấy vướng mắc, bạn nên tâm sự với mọi người để tìm cách tháo gỡ, chứ không nên giữ mọi chuyện trong lòng. Ngoài ra, bản mạnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi khoa học, chớ bắt cơ thể làm việc quá sức. Đặc biệt các hoạt động vui chơi, tu tập cần được tiết chế. Quá ham vui sinh hoạt thiếu điều độ sẽ khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ, mệt mỏi uể oải, không thể tập trung cho các công việc chính của mình. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 11 âm lịch, tháng này ngũ hành tương khắc, cũng khiến cho mối quan hệ vợ chồng của tuổi Mậu Ngọ dễ lâm vào bế tắc. Hai người thường xuyên cãi giả, giận hận nhau mà nguyên nhân có thể rất vu vơ. Khi cảm thấy không hài lòng với người ấy chuyện gì, bạn cần trao đổi thẳng thắn chứ không phải giữ trong lòng. Đợi đến khi có điều kiện thì nói bóng, nói gió. Cách hành xử này không chỉ khiến người ấy cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương, mà ngay cả bạn cũng sẽ không thể cảm thoải mái được. Người độc thân tháng này rất có thể sẽ lâm vào những mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Bởi bản tính trăng hoa, đa tình, bạn không nên giữ quan hệ với quá nhiều người cùng một lúc. Thái độ thiếu chân thành sẽ khiến bạn quen biết với nhiều đối tượng vui chơi qua đường, cuối cùng rước lấy nhiều chuyện phiền nhiễu, điều tiếng không hay về mình một khi đã quyết định đến với ai. Con giáp này nên thành thật với người ấy và giữ khoảng cách với những người khác. Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ, dây dưa với nhiều người, thì cuối cùng bạn sẽ chẳng thể tìm được một ai đáng tin cậy đâu. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này, sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ có hung, có cát, song kết quả cuối cùng tiến triển theo chiều hướng tốt hay xấu, chủ yếu phụ thuộc vào cách hành xử của bản mệnh. Cục diện tương hại cho thấy bạn thường thiếu kiên nhẫn khi giải quyết các công việc khó khăn, phức tạp hay khi lắng nghe người khác. Chính vì vậy, bạn thường bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Con giáp này cũng khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề để đưa ra những cách giải quyết hợp lý hơn khi mọi việc lâm vào bế tắc. Bạn cũng chớ nên nổi nóng tìm cách đổ lỗi cho người này người khác, gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Lúc này, bạn cần bình tĩnh để suy nghĩ, cân nhắc tìm ra vấn đề của bản thân trước và dũng cảm nhận lỗi. Như vậy mới khắc phục được khó khăn, có hướng đi mới cho mọi việc. Hãy yên tâm vì sự nghiệp của bản mệnh không chỉ toàn những khó khăn. Nhiều các tinh như trường sinh, tử vi, giải thần là dấu hiệu cho thấy bạn hoàn toàn có cơ hội lội ngược dòng. Tuổi Mậu Ngọ hãy luôn giữ tinh thần quyết tâm, cố gắng trong công việc, đừng nóng giận bỏ cuộc giữa chừng. Như vậy bạn sẽ gây ấn tượng với cấp trên, tạo thiện cảm được với đồng nghiệp, mọi người xung quanh sẵn sàng giúp sức để bạn vượt qua khó khăn. Hơn nữa, con giáp này vốn là người thông minh, có tài, vì vậy cần tìm thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Như vậy bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào cơ hội thăng tiến hơn. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, dân trình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ nhìn chung không có tăng trưởng quá rõ rệt. Bạn cần xem lại định hướng làm ăn của mình cũng như cách ứng xử với mọi người xung quanh, có thể sẽ tìm ra vấn đề để khơi thông tài lộc. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương hại, bản mệnh nên quyết tâm hơn khi thực hiện các kế hoạch. Dù vướng phải khó khăn hay trục trặc, cũng đừng nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Hãy coi khó khăn là cơ hội để bạn khẳng định vị thế, gây ấn tượng với khách hàng, đối tác hoặc cấp trên của mình. Các tình tử vi và giải thần khuyên bạn hãy kiên nhẫn hơn trong việc lắng nghe và trao đổi với mọi người xung quanh. Như vậy thì con giáp này có thể dễ tạo thiện cảm cho người khác. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, mọi việc cũng sẽ tiến triển suôn sẻ hơn. Dù gặp khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ.
người làm kinh tế có thể nhân thời điểm này để giao lưu với khách hàng, đối tác nhiều hơn, nhằm mở rộng mối quan hệ. Tất nhiên bạn không cần quá nóng lòng với các kế hoạch đầu tư, buôn bán, hãy dành thời gian để tìm hiểu rõ hơn về đối phương, tránh những bất động tranh chấp không đáng có nếu hợp tác sau này. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 12 âm lịch. Tháng này tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Ngọ cũng khá ổn định, công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm stress kịp thời, như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao, vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 12 âm lịch. Trái với phương diện sự nghiệp và tài lộc khá ảm đạm, thì phương diện tình duyên của tuổi Mậu Ngọ trong tháng 12 âm lịch này lại khá rực rỡ. Nhờ có sự ảnh hưởng của ngũ hành tương sinh, bạn có nhiều cơ hội để tận hưởng hạnh phúc, người độc thân nổi bật giữa đám đông. Bởi tính cách mạnh mẽ và tự tin của mình, bạn không ngại tham gia vào các hội nhóm, sẵn sàng bày tỏ suy nghĩ của bản thân và con người thật của mình. Vì vậy, sẽ khiến cho không ít người ấn tượng. Nếu có thiện cảm với một ai đó, bản mệnh đừng ngại là người chủ động tiếp cận và giữ liên hệ với đối phương. Chỉ cần bạn nghiêm túc và chân thành thì hoàn toàn có cơ hội bước vào một mối quan hệ mới và tìm được nửa kia phù hợp với mình. Người đã lập gia đình luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người thân. Trong mọi quyết định bạn thường xuyên trò chuyện với mọi người, nên quan hệ giữa các thành viên ngày càng gần gũi. Mọi người luôn có mặt đầy đủ trong những giờ phút quan trọng của nhau. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc thu hút may mắn, vậy tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tý. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tý có thể tạo nên một cặp ăn ý. Một khi họ chấp nhận sự khác biệt của nhau, tuổi Tý có con mắt nhìn xa, trông rộng, nên họ hoạch định chiến lược cực tốt. Tuổi Mậu Ngọ không có tầm bao quát, nhưng một khi đã có định hướng rõ ràng, họ triển khai rất hiệu quả. Họ hoàn toàn có thể kết hợp làm ăn lâu dài, miễn là người tuổi Mậu Ngọ không đứng núi này, trông núi nọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Sửu. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Mậu Ngọ chọn, bởi tuổi Mậu Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Mậu Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dần. Về phương diện kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Dần có thể hợp tác tốt. Họ sẽ tạo nên một môi trường làm việc hứng thú, vui vẻ và năng động. Công việc sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào những sáng kiến tốt đẹp và tư duy luôn đổi mới. Tất nhiên trong công việc, người tuổi Dần nên đóng vai trò chỉ đạo và phải để mắt tới tuổi Mậu Ngọ vì họ rất dễ nhảy việc. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Mão cần một bên thứ ba để giúp cho mối quan hệ của hai người êm đẹp. Tuổi Mậu Ngọ làm việc chăm chỉ và lập kế hoạch tốt nhưng rất dễ nản và bỏ cuộc, còn tuổi Mão hay áp dụng ý kiến chủ quan vào công việc kinh doanh. Hơn nữa, kỹ năng về tài chính và các vấn đề khác chưa đủ vững, bởi vậy rất cần một nhân vật thứ ba nào đó xuất hiện để cùng hỗ trợ hai người. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thìn. Trong làm ăn, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Thìn sẽ có khối việc để làm. Nếu lập công ty chung, công ty của họ sẽ liên tục phát triển. Bản chất tuổi Mậu Ngọ là rất hay bay nhảy và không tập trung làm việc gì tới nơi tới chốn. Chính người tuổi Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng khởi trong những công việc tưởng như nhàm chán. Nhìn chung, tuổi Thìn thì may mắn trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ lại có tài làm ăn, họ chắc chắn sẽ tạo nên một đế chế thịnh vượng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tỵ. Nếu hợp tác làm ăn, đôi bạn này có thể sẽ không cặp với nhau lâu dài. Tuổi Mậu Ngọ cả thèm, chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ, nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Mậu Ngọ sẽ thấy tuổi Tỵ có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Mậu Ngọ.
tuổi Mậu Ngọ với tuổi Ngọ. Nếu hợp tác làm ăn, họ sẽ phải cam kết ràng buộc rõ ràng ngay từ đầu, bởi tuổi Mậu Ngọ rất chăm chỉ và thông minh, chẳng khó khăn gì để công việc của họ phát triển. Nhưng họ cũng dễ thay đổi mục tiêu. Một công ty được hai người tuổi Ngọ làm chủ sẽ rất năng động, vui vẻ và rộn tiếng cười. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mùi. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Mùi sẽ là người đứng đầu. Vì con giáp này thích công việc quản lý, tuổi Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì Mậu Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Mùi. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thân. Nếu hai con giáp này làm ăn chung, họ có thể cần một đối tác thứ ba duy trì sự gắn kết và ổn định. Tuổi Thân thường bận rộn với những việc riêng, trong khi tuổi Mậu Ngọ thì mãi miết làm. Khi thấy đối tác thiếu nghiêm túc, họ sẽ bỏ dở giữa chừng. Nếu lập công ty chung, doanh nghiệp của họ rất năng động, nhiều tiềm năng nhưng không ổn định, khi có mâu thuẫn sẽ chẳng có ai chịu nhượng bộ ai. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dậu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này sẽ chọn công việc chiều theo lợi ích của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Dậu có khả năng quản lý tài chính, sự thông minh vốn có khiến người tuổi Dậu rất ít khi tính toán sai. Hơn nữa, người tuổi Dậu khá bảo thủ, thích mặc cả. Đây chính là yếu tố rất quan trọng để tránh rủi ro trong kinh doanh. Trong khi đó, khi có hứng, tuổi Mậu Ngọ làm việc rất chăm chỉ và phát huy được tiềm năng. Điều này làm tuổi Dậu rất ngạc nhiên và hài lòng. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tuất. Nếu là đối tác trong kinh doanh, tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên, hoặc hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Mậu Ngọ và tuổi Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi bạn bè. Hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của tuổi Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của tuổi Mậu Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. Tuổi Mậu Ngọ với tuổi Hợi. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Mậu Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt, nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc. Còn tuổi Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Hợi sẽ rất tích cực, là hậu phương vững chắc của tuổi Mậu Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Mậu Ngọ. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng. Chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải giận. 1. Đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hay thậm chí chép tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra, vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. 2 là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn.
Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là gì? Chính pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi cho đi, không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những phong linh ngoài kia để giúp tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn. Dù bạn làm việc từ thiện nào, cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác thông qua việc bố thí. Bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng. Chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn. Và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm, và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy, mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra. Vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn. Cái gọi là việc tốt, quả báo tốt, đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt, thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như trốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.